Rồi chúng ta làm câu nói về hỗn hợp amin để cho như sau. Hỗn hợp X gồm 3 amin đo bật hở. Người ta cho như sau, cho 2,81 gam X vững với dung dịch HCl dư. Thu được chừng này gam muối. Mặt khác á, là cho thằng này đốt cháy thì thu được cần V oxy dẫn tô bộ sản phẩm cháy qua BaOH là dư thì khối lượng bình tăng hỏi giá trị của V. Thì bây giờ chúng ta có như sau. Trong cái phản của amin với nghe chị trong phản của amin với HCl thì chúng ta nhớ thay là cái nhóm chất đại diện trong amin là NH2 sẽ đi tác dụng với HCl để tạo ra muối. Khối lượng của amin là 2,81 gam. Khối lượng muối là 6,095 gam. Rồi, bây giờ bạn đi bảo toàn khối lượng đi. Khối lượng HCl bằng bao nhiêu? Đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là một cái loại máy tính hoàn toàn mới, Vinaco 680S. Em lấy 6,095 trừ đi 2,81. Đây là bằng 3,285. Rồi, chúng ta sẽ chia cho 36,5 để tính mol HCl. Chia 36,5 0,09 mol. Đây 0,09 thì mình chuyển qua bên này. Bên này nó là 0,09. Rồi. Rồi bây giờ bạn nghe kỹ này. Ở đây người ta đốt cháy hỗn hợp này cần oxy. Cái bài thì đốt cháy hỗn hợp thì chúng ta có thể để là amin no mà đỡ cũng được. Nhưng mà trong này chúng ta chưa biết bao nhiêu chất nên tốt nhất ở đây theo thầy là các bạn nên quy đổi về ba nguyên tố thôi. Thực chất amin chúng ta cũng được tạo thành từ ba thằng thôi, CHN. C đốt cháy thì về CO2, hydro đốt cháy thì về nước, còn nitơ đốt cháy thì về N2. Các bạn đây là hai, đây là hai. Rồi ở đây người ta cho khối lượng của X là 2,81. Rồi ở đây em để ý với thầy như sau, nhìn nè. Trong amin có nitơ thì số mol nitơ đây là 0,09 thì đây sẽ là 0,09. Thì đây sẽ là 0,09. Được chưa? Điều cầu chúng ta là tính thể tích oxy. Trong đó người ta cho dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng BaOH là dư. Thấy khối lượng bình tăng chừng này gam. Sản phẩm cháy chúng ta có 3 thằng là thằng CO2, thằng nước và thằng nitơ. Nhưng nitơ chúng ta là không tác dụng với BaOH lần. CO2 tác dụng giữ lại, còn nước chúng ta tan trong dung dịch này giữ lại. Như vậy khối lượng bình tăng là tổng khối lượng của CO2 và nước. Ở đây để cho chúng ta là 7,87 gam. Điều cầu chúng ta là gì? Tính thể tích oxy thì quá dễ rồi. Nếu mà cho như thế này thì như là cho trắng trợn luôn rồi. Như vậy bài này em đi bảo toàn khối lượng là ra hết. Được bạn ơi. Các bạn có hiểu thầy đang nhanh nói không ạ? Đi bảo toàn khối lượng này. Mà lấy 32 nhân cho thể tích chia cho 22,4 là ra khối lượng oxy cộng cho 2,81 bằng 7,87 cộng cho 28 nhân 0,09. Cho đem tính P bằng bao nhiêu? Bấm đêm ơi. 32 này nhân cho x chia cho 2,24 bao nhiêu Hiếu? Ok, để kiểm tra nè. Cái gì đó nó sẽ sai đúng không ta? Đây, vậy là chia cho mấy em ơi? Chia cho hai chứ. Đúng không ạ? Ok, tính lại đây. Nhân cho 0,09 chia cho 2. Đây, 4,424.
Được chưa? Như vậy có đúng ở đây là cụ đề.